nó là dòng đột biến của cây. Khi mà cây có những cái tác động vật lý, ví dụ như là bị sét đánh, hay là bị chặt, hay là bị va đập, hay bị tác động của gió thời tiết nó bị tổn thương, thì cây sẽ sinh ra cái chất dinh dưỡng để đi làm lành vết thương đó. Và chính vì cái chất dinh dưỡng nó tích tụ lại ở đó, nó đọng lại, nó kết tụ lại thì nó tạo thành nu. Đây là dòng đột biến. Hello, xin chào các bác nhá. Như các bác đã thấy thì các bác hôm nay Sơn cầm trên tay một cái cục gỗ mà khó khăn lắm thì mới đi sưu tập được của mấy bác ở quanh quanh đây. Thì nó nhỏ thôi các bác ạ, đâu đấy khoảng đường kính có khoảng 14-15 gì đấy thôi. Nhưng mà các bác sẽ biết đây là một trong những cái dòng mà có cái chất lượng cao bậc nhất luôn, và giá trị cao bậc nhất ở trong ngành gỗ. Thậm chí chắc hay là các dòng gỗ quý cũng chưa chắc có giá trị cao bằng. Đó, nếu mà nhắc đến đây các bác tìm hiểu gỗ thì các bác sẽ biết rồi. Đó là dòng nu hương. Nó là còn cây gỗ hương. Gỗ hương thì không phải quá quý hiếm, nhưng nu hương thì lại quá quý hiếm. Vì sao nó lại quý hiếm như vậy các bác? Bởi vì cái cây nu á, nó là dòng đột biến của cây. Khi mà cây có những cái tác động vật lý, ví dụ như là bị sét đánh, hay là bị chặt, hay là bị va đập, hay bị tác động của gió thời tiết nó bị tổn thương, thì cây sẽ sinh ra cái chất dinh dưỡng để đi làm lành vết thương đó. Và chính vì cái chất dinh dưỡng nó tích tụ lại ở đó, nó đọng lại, nó kết tụ lại thì nó tạo thành nu. Đây là dòng đột biến. Đột biến giống như chim chà mào đột biến hay là lan đột biến. Lan đột biến thì bị sập hầm rồi các bác ạ, sập xuống, bởi vì giá trị của nó là nó quá cao so với giá thật. Còn cái dòng nu hương thì giá trị của nó là giá trị lâu dài. Chúng ta chơi cái dòng này thì muôn thuở, chất lượng gỗ cứng còn hơn chắc nữa các bác. Đối với cái dòng nu kiểu này, cứng dã man luôn. Đây các bác nhìn thấy, đây nu này. Đấy, nu thì nó sẽ có những cái hạt hạt như này các bác này, hạt hạt như này. Đấy, có cái điều đặc biệt lưu ý nữa là ở bên ngoài nu thì bác sẽ nhìn thấy nó gai như này, gai nhiều như này. Các bác thấy không ạ? Rất đỉnh, rất thú vị các bác ạ. Như tác phẩm như thế này, nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng giá trị của nó lại cao. Sơn đang tính rằng sẽ đục thành một tác phẩm. Sơn đang nghiên cứu rằng sẽ thuê các nghệ nhân để đục thành một cụ đạt ma bay từ trên này xuống, hàng long hoặc là hàng ở dưới này, hàng long hoặc hàng yêu ma gì ở dưới này, đạt ma sẽ bay từ trên này, hình tượng của Phật đạt ma. Cái dòng giá trị của nu hương này thì giá trị của nó đâu đấy nhẹ nhàng cũng phải đôi ba triệu một ký rồi, nhỏ nhỏ như này vài triệu một ký các bác ạ. Còn nu đặc mà nu cám mà đặc luôn ấy thì không biết là bao nhiêu. Các bác có những cái tấm lên vài tỷ, vài chục tỷ, rất là cao. Nói chung dòng này Sơn cũng mới tìm hiểu về cái dòng này thôi. Các bác nào tìm hiểu lâu rồi hay có cái đóng góp gì mà đã hiểu biết về cái dòng này rồi thì mong rằng các bác chỉ giáo chia sẻ giúp Sơn với, comment ở bên dưới ý kiến của các bác để chúng ta cùng tìm hiểu, mở rộng thêm cái sự hiểu biết về lĩnh vực gỗ này. Rất là mê tìm hiểu về các cái dòng như này. Nhiều khi mình ngồi mình xem thì cái nu hương thì nó có cái đặc điểm gì đấy các bác, thì thực ra nó lại là gỗ lỗi, nó không phải là gỗ không thì biết, mà nó lại là gỗ lỗi á. Bởi vì cây nó bị lỗi mà, nó bị tác động của vật lý và nó bị tổn thương mà, nên là nó có sâu xia bọng mà, chính vì bọng thì nó mới sinh ra nu. Đấy, thế nó mới là độc chiêu các bác ạ. Lỗi nhưng mà lại giá cao. Còn ví dụ như hàng đẹp không tì vết như bên này thì giá lại không cao đâu, nhưng hàng lỗi kiểu này lại giá lại kinh khủng, giá trị lại cao. Sơn mong rằng sẽ có một dịp nào đấy Sơn sẽ lên được cái tác phẩm này để ra một cái câu chuyện để nói chuyện với các bác tiếp theo về giá trị này. Mong rằng sẽ nhận được cái sự ủng hộ của bác. Các bác chờ đợi để xem cái tác phẩm này nó cuối cùng sẽ lên được giá trị như nào nhé các bác nhé. Các bác nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để nhận được video của Sơn nhé. Xin chào.